Hey everyone, mình là Hiếu và hôm nay chúng ta sẽ chơi game SCP-087B. Vâng, đây là một game kinh dị mini nữa và ok, mình sẽ để phần link download bên dưới nhé. Đây là phần giới thiệu về đầu game các bạn có thể đọc, nhưng mà nếu mà video mình quá tệ mà không thể xem được thì mình sẽ để link về cái phần này sau nhé. Nó là của SCP Foundation. Ok. Ok. Now let's get to it. Bạn có thể thấy đấy, game này rất là đơn giản. Nhiệm vụ mình là đi xuống cầu thang. Yeah, đi xuống cầu thang. Đi xuống cầu thang. Ok. I'm walking. Tầng 2. Oh. Shit. À, nếu bạn nào không để ý thì SCP là viết tắt của Secure Contain and Protect nhé. Ok. Tầng 3. Oh shit. Trái phải. Đường bên phải là đường MD. Đây cái lỗ. Thôi, không xuống. À, game này mỗi lần chơi nó lại một random nhá, chứ không phải được tạo trước đâu. Thế nên mình không biết là sắp tới sẽ có gì xảy ra đâu. Mà mình quên chưa cảnh báo nhé, game này kinh dị hơn Slender mình từng chơi nhiều nên xem thì cũng được thôi nhưng mà yeah. Ok. I'm walking. Tầng 4. Ủa sao tự mất hết nhạc này. Có tiếng gì đấy. À mà mình nói thật nhá, game này đúng là chỉ nặng có 2,9 MB thôi đấy. Game siêu nhẹ nhá. Nhưng mà kinh lắm. Ok. Ui. Ôi gió. Ôi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Oh my god, tim mình đau quá. Tầng 9. Ui. What? Các bạn thấy không? Cái mặt smiley face ấy. Rồi. Tầng 10. Tầng 11. À ôi, bề mắt mình còn giật giật nữa. Ê! Ao. Thôi mà đừng. Xin anh đừng. Tầng 12. Ok, another. Ao. Oh my god. Chơi xong game này mình tổn thọ mất. 13. Ui 13 là số xui đấy. Ui. Can you hear that? Tầng 14. Mười lăm. Đi nhanh nhỉ. What? Oh. Ow.
Vì sao? Ô, what? Sao tự nhiên chuột mình giật vậy? Tầng 17. Khiếp, nhà nào mà tối thế này được nhỉ? Mà làm gì? Ôi, âm thanh. Mà nên nhớ đây chỉ có 2,9 mấy các bạn. What the fuck, cái gì đấy? Okay, sorry about that. Tầng 18. We have to move forward. À, xin lỗi nha, vừa nãy mình nhảy khỏi màn hình, xin lỗi các bạn. Very, very sorry. Tầng 19. À, và nếu vừa nãy bạn có thể thấy được thì đúng là mình đang trùm cái chăn lên người. Yeah, like a little girl. Tầng 20 rồi đấy. Fuck you, mouse. Tầng 21. Ok. What? Okay. Let's get to it. Tầng 22. What the fuck, vừa nãy đi được có hai tầng mà ma lại ra á. Ui. Fuck. Fuck you. Tầng 23. Tầng 24. Oh shit. Vừa nãy là đi bên phải, thế lần này ta đi bên trái. Đi vòng vòng à? What the fuck, sao dài thế? Oh shit. 25. Hả? Ừ. Thôi lại bên trái đi. Mình chả hiểu tại sao mình chơi game này buổi đêm nữa. No. You do. Fuck no. Tại sao mình chơi game này buổi đêm? Tại vì để khoe người ta. Khoe cái lờ gì thế? Để khoe sự anh hùng của mày tầng 2 sao? Anh hùng color. Chơi game này mình hết mình. Ok. Ủa, thôi chết rồi, mình lên cơn độc thoại rồi. Fuck. Tự kỳ sớm mất thôi. Đừng có nhảy à? Đừng có nhảy. Ấy, nó sợ ngay. Mình thánh VL. Quấy nào. Đấy, bên trái là đường đúng ấy. Sao đi lâu thế? Tầng 28. Another one? Really? Are you... Lần này không phải mình thoát ra nhá, mình hết game là nó tự động tắt đấy.
Okay, so that's my gameplay. Peace out.